Xin mời quý vị và các bạn đang xem trận đấu bóng chuyền hay nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hay nữ của xã Hà Châu và đội tuyển bóng chuyền hay nữ của Bằng Cầu trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi Hội Đình Làng Chùa Phèo, xã Ca Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Hà Châu phía gần mặt các bạn và các cầu thủ của Bằng Cầu phía xa mà này các bạn. Ở trận đấu này thì các ban tổ chức đã có người đọc tỷ số. Sau đây mình xin phép được nhường lời bình luận cho ban tổ chức. Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Bằng Cầu đánh bằng hỏng điểm tiếp cho Hà Châu. Ông Phú Thuất, vạch rồi điểm 6-4 cho Ca Sơn. Chúng tôi thông báo sau trận đấu này của đại thắng đội Hà Châu, đề nghị các ông đội trưởng chuẩn bị các cầu thủ chúng ta vào chuẩn bị thi đấu vào đấu thứ hai, trận đấu thứ hai. Điểm 5-6 cho Hoàng An, phải nói là Hoàng An bỏ bóng rất tốt thật. Ông Tân Tính Phú Lâm 100 hợp đồng, ông Thái Mậu Khán Giải 100 hợp đồng, ông Hải Thu Ngôi Dù 100 hợp đồng, thay mặt ban quản lý điểm 6 đều điểm Hà An trông thấy chỗ Ca Sơn chống đã là cảm ơn bóng vào các đội cầu thủ Ca Sơn không thể quay về cột quay chỗ để đỡ bóng. Vâng, bóng ngoài sân điểm cho Hoàng An 7-6. Hoàng An được cột thuộc. Chúng tôi thông báo sau trận đấu này là đội Hà Châu gặp đội đại thắng. Hà Châu đánh bóng hỏng điểm cho Bằng Cầu. Đúng. Vâng, điểm 8-6 cho Hoàng An. Hoàng An tiếp tục phát bóng. Bằng Cầu đánh bóng hỏng điểm cho Hà Châu 4-0. Rồi mở điểm cho Ca Sơn 7-8. Ca Sơn tiếp tục phát bóng. Nhắc hai đội là đổi vị trí chính xác đấy. Bằng Cầu đập bóng hỏng điểm cho Hà Châu 5-4. Vâng, đóng bóng cho cái lưới 8-0. Đề nghị khán giả chúng ta hoan hô. Bằng Cầu đóng bóng hỏng điểm cho Hà Châu 6-4. Chạm bóng chắn ra ngoài, điểm cho Hoàng An 9-8. Hoàng An phát bóng. Bóng chưa qua lưới, điểm 10-8 cho Hoàng An. Hoàng An tiếp tục phát bóng. Hà Châu đập bóng sai kỹ thuật, điểm cho Bằng Cầu. Điểm 11-8, phải nói là Hoàng An đập bóng chéo sân, chưa không có người ở Hà Châu không lót nổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với bàn cầu 7, 6. Vâng, đập bóng tốt, điểm đổi cho Ca Sơn 9-11. Phải nói là một quả đập bóng rất mạnh vào giữa sân, không có người đỡ. Hoàng An bỏ cho. Đây kia Cao Hòa hai đầu nhặt chút quả bóng ra ngoài cái. Tung quả bóng mới ra đây. Một quả xuống đường lứa đây kia Cao Hòa ngoài chúng ta nhặt luôn hồ luôn rút luôn. Đề nghị tất cả các quả bóng nó rơi vào đường lưới, yêu cầu ta sẽ nhặt luôn ra để có sau có quả bóng khác là có người thay, có thay bóng hay luôn. Cho Hà Châu bảy đều. Ca Sơn sát bóng. Điểm tiếp cho Hà Châu 8-7. Điểm đổi cho Hoàng An 12-9. Hoàng An sát bóng. Vâng, đập bóng điểm cho Hà Châu. Tiếp cho Hà Châu 9. Và lỗi kỹ thuật điểm cho Hoàng An 13-9. Vâng, chấn đấu tốt điểm cho Hoàng An 14-9. Điểm 10-7. Vâng, bóng ngoài sân điểm 15-9 cho Hoàng An. Xin lỗi, điểm 14 cho Ca Sơn. Vâng, điểm cho Ca Sơn 11-14. Ca Sơn thắng bóng. Sao quả này sao đây? Bây giờ xin lỗi, điểm 15-10. Vâng, theo xác định là công nghệ va là bóng chưa lưới nên là sẽ được tính cho Hoàng An. Hoàng An phát bóng. Chưa đủ người, rồi chúng tôi tổng tài kết quả rồi. Tất cả các cầu thủ trên sân khi chưa có hiệu lực tổng tài chúng ta vẫn tiếp tục thi đấu. Điểm cho Ca Sơn 11-15. Ca Sơn phát bóng. Vâng, một câu hỏi của Hoàng An trả mới rồi, điểm cho Ca Sơn 12-15. Vâng, phải nói là một pha bóng đã chơi được bóng tốt. Điểm 15 vị. Vừa qua chúng tôi lại tiếp tục. Vâng, bấm đỡ mở điểm về cho Hoàng An 16-12. Hoàng An được cầu bóng. Vâng, bóng chưa có lỗi, điểm 17-15-12 cho Hoàng An. Hoàng An được cầu bóng. Chúng tôi thông báo sau trận đấu này Hà Châu, Hà Châu gặp đội Đại Thắng, đề nghị các cầu của hai đội chúng ta chuẩn bị đưa vận động viên của mình vào thi đấu. Hà Châu
Điểm 18, 13 cho Hoàng An. Hoàng An cho bóng. Vâng, phát bóng ngoài sân điểm bởi Cao Sa Sơn 14-18. Điểm cho Cao Sa Sơn 15-18 và chủ số đã được rút ngắn. Vâng, điểm cho Cao Sa Sơn 16-18, tỷ số đã được rút ngắn dần. Chỉ còn 2 quả nữa là bỏ kịp và Hoàng An chỉ còn 3 quả là rút điểm. Vâng, bóng vật tay chắn ra ngoài, điểm cho Hoàng An 19-16. Và kính mời toàn thể các du khách và các tập trung ở xung quanh. Vâng, Kha Sơn đập bóng tốt, điểm 17-19 cho Kha Sơn. Kha Sơn tiếp tục phân bóng. Chỉ 2 điểm nữa là sẽ được kịp Hoàng An và Hà Phan An, chỉ còn 2 điểm nữa là rất được. Điểm 20 cho Hoàng An. Hoàng An tiếp tục phát bóng. Vâng, kết thúc set thứ hai, đội Hoàng An thắng với tỷ số 21-7. Chung cuộc Hoàng An thắng 2-0. Đề nghị các đội trưởng vào ký vào các bản thi đấu. Hoàng An được thắng đi. Chúng ta xin thông báo tiếp theo trận thứ hai này là đội của Hà Châu và đội Đại Thắng đề nghị các ông bầu của hai đội đưa vận động viên đề nghị các cầu thủ chúng ta vừa đánh ra chúng ta ra ngoài khu nước. Đề nghị đội trưởng của Kha Sơn vào ký vào bản thi đấu. Đề nghị đội trưởng của Kha Sơn ký vào bản phát bản thi đấu ạ. Đề nghị ông đội trưởng vào ký vào bản thi đấu. Hà Châu đang mong mỏi điểm cho bằng cầu 14-20. Đề nghị đội trưởng của Kha Sơn vào ký vào bản thi đấu. Alo. Vừa qua chúng tôi lại tiếp tục nhận được ấn đầu nhỏ trong của gia đình ông Quý Hải ở xóm Nguyên. Bắt đầu tổ chức tôi xin thông báo về lịch thi đấu buổi sáng ngày hôm nay. Trận đầu tiên diễn ra đội Cao Sơn và đội Hoàng An. Đội Hoàng An đã thắng với tỷ số 2-0. Tiếp theo trận thứ hai là trận đội tuyển Hà Châu gặp đội Đà Thắng, và trận thứ ba của buổi sáng ngày hôm nay là đội Cao Sơn gặp đội Hoàng Thanh. Vâng, chúng tôi xin thông báo trận đấu thứ hai ngày giữa đội Nam của Hà Châu gặp đội Nam của Đà Thắng. Hà Châu xa màn ảnh. Chúng tôi xin thông báo trong một trận đấu là đánh 3 set 2-1. Nếu đánh hòa ở tỷ số toàn đều thì chúng ta vẫn đánh set thứ 3 với tỷ số 21 nhưng 11 điểm đổi chân. Và chúng tôi thông báo. Không hết giờ bao giờ.
trận đấu tiếp tục 1-0. Chúng tôi xin thông báo đội ghi trọng tài chuyển lên làm nhiệm vụ. Một đều. Một đều. Alo, tôi qua bên đây là dần dần các nhà hảo tâm và công đức tài quyền quyền bàn cầu của năm 2021 hiện nay trọng tài đang nhắc nhở cầu thủ Hà Lan báo của hai đội. Chúng tôi xin thông báo buổi sáng nay chúng ta đánh 3 trận, buổi chiều nay đúng 3 giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục thi đấu. Đề nghị các cầu thủ của các đội lưu ý là buổi chiều là có thể đánh tối một tí nhưng mà đúng 3 giờ phải đánh thì mới đảm bảo được 3 trận. Vâng, còn tối đến là ở đây là không có đèn, sẽ không đánh được. Nếu là việc xét đánh giờ thì hai đội có thể thống nhất hoặc là vào sân nhà văn hóa để đánh. Mà chúng tôi thì ra đánh ở sân Định, liệu các cầu thủ chúng ta lưu ý. Đề nghị các cầu thủ của hai đội quay lại để cùng vào trọng tài kiểm tra số. Đề nghị trọng tài kiểm tra số áo lưng của các vận động viên. Đề nghị cầu thủ của hai đội quay lưng lại để trọng tài kiểm tra số áo. Quay lưng vào, đề nghị quay ra lưng về phía trọng tài để trọng tài kiểm tra số áo. Đúng vị trí là để cho trọng tài kiểm tra số áo. Sau này bắt sai vị trí nó còn có cớ bày các cầu thủ chúng ta hết sức hợp tác. Đây nghe hai đội chúng ta quẩy lưng vào phía trọng tài để trọng tài đề nghị hai đội chúng ta đứng vạch hai vào về vạch 2 mét để làm thủ tục thi đấu. Đề nghị hai đội đứng vào vạch 2 mét. Chúng tôi xin trọng tài rất nhiều. Bên phải trọng tài là đội tuyển của Đại Thắng. Bên trái trọng tài là đội tuyển Quảng Châu. Hai đội bắt tay thân mật thi đấu quyết thắng. Đề nghị hai đội bắt tay. Đứng ở hai bên vào và vào hai bên và hai bên. Vâng, đi bắt tay. Vâng. Đề nghị ông nào trọng tài bên ở khu vực phía ngoài. Đề nghị anh Dũng, cô Dũng, đề nghị ông Dũng trọng tài bên. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ bên. Đề nghị ông Dũng ra làm trọng tài viên của khu vực chân bên này. Đề nghị đang làm trọng tài viên khu bỏ đi thế thì làm nào. Anh chị tập trung đại thắng có đông đập bằng 100 ngàn đồng. Cháu dù cháu dù tu ở Hà Nội có đông đập bằng 100 ngàn đồng. Bằng cầu anh bóng trạng lưới điểm cho là chưa. Nhanh lên. Cháu dù 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 cháu đánh bóng qua điểm hai chân sáu quan ông ơi nghe ông ra trọng tài viên rồi ngồi vui với mấy cái đây
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vụ trọng tài chính các trận đấu này là đội trọng tài Trường và hai trọng tài biên là ông Trường Sinh và ông Hưng. Điểm cho Châu 7 5. Ông Huy Toàn có một trận đấu chính thức được bắt đầu phát bóng. Ông bà Linh Việt có mua sổ và 110 đồng. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các tập thể và đội bóng ra ngoài điểm cho Châu gia đình gia đình lời chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Vâng, đỡ bóng kỹ thuật vào lỗi kỹ thuật, đội Đại Thắng điểm cho Đại Thắng 1-0. Đổi vòng tròn, các cầu thủ lưu ý sau tiếng còi mới được đổi chỗ, còn tất cả chưa xác bóng mà đổi theo vị trí vòng tròn. Châu đang nóng hỏa điểm với vòng tròn 6-8. Vâng, điểm cho Đại Thắng 2-0. Đại Thắng phát bóng. Điểm cho Hà Châu 9-6. Vâng, Hà Châu bỏ bóng tốt, đổi điểm cho Hà Châu 1-2. Hà Châu được quyền phong bóng. Hà Châu đã bóng hỏng điểm cho Bắc. Vâng, một pha cứu bóng của cầu thủ. Vâng, đổi điểm cho Đại Thắng 3-1. À, bóng đã bị mất tâm. Vâng, Hà Châu bỏ bóng rất kỹ thuật. Điểm đổi cho Hà Châu 2-3. Hà Châu phát bóng. Hà Châu đã bóng hỏng điểm cho bóng cầu 8-9. Vâng, điểm cho đội Đại Thắng 4-2. Hà Châu rút bóng. Vâng, bất trời, điểm cho Đại Thắng 5-2. Vâng, điểm cho Đại Thắng 6-2. Đại Thắng phát bóng. Vâng, bóng chưa có lưới, điểm cho Đại Thắng 7-2. Chúng tôi xin thông báo sau trận đấu này là đội của Hà Sơn gặp đội của Hà Thanh. Sau trận đấu này là đội của Hà Sơn gặp đội của Hà Thanh. Đề nghị các công bầu chúng ta. Vâng, bóng ngoài sân, điểm 8-2 cho Đại Thắng. Đại Thắng tiếp tục phát bóng. Chúng tôi xin nhắc lại cái điều này của giải là ta đánh 3 hiệp 21 không phải đánh 3 hiệp 21. Và các cầu thủ thi đấu sau của chúng tôi đều là 200 ngàn đồng. Ông Toàn Minh, ông Toàn Minh có một người bằng 100 ngàn đồng. Anh Châu Đăng có một người bằng 200 ngàn đồng. 9-11. Ông Lượng Lợi số trại bằng 300 ngàn đồng. Ông Vinh Nguyệt có một từ bằng 200 ngàn đồng. Ông Nguyệt Kinh có một từ 100 ngàn đồng. Ông Kinh Toàn có một từ 100 ngàn đồng. Hà Châu quả bóng tốt, Nguyệt đổ cho Hà Châu 3-8. Ông bà bài gái ở Phù Khê Bắc Vinh 100 ngàn đồng. Vâng, điểm cho Đại Thắng 9-3. Đại Thắng phát bóng.
Băng Cầu đã bóng tốt, điểm cho Băng Cầu 11 đều. Sống vô trời bằng 100 ngàn đồng. Ông bà Hảo Vệ sống vô trời 100 ngàn đồng. Ông Quý Tình Thấu Đại bằng 100 ngàn đồng. Anh Hòa sống vô trời 100 ngàn đồng. Ông Điền vâng. Sống vô trời cho Hà Châu 4, 9, Hà Châu phát bóng. Ông Nhật Thành sống vô trời bằng 100 ngàn đồng. Cháu Thăng Cơ Đông, cháu Thắng Quân Đông, bà Đào Chi sống vô trời bằng 100 ngàn đồng. Anh chị Anh Vũ vâng, chấm đến tết đổi điểm cho Đại Thắng 10, 4, Đại Thắng phát bóng. Ông Hồng Nguyệt bằng 50.000 đồng. Ông Hồng Nguyệt sống vô trời 100 ngàn đồng. Anh Mạnh Kiệt sống vô trời bằng 200 ngàn đồng. Ông bà vâng, giáo vào trời điểm 11, 4 cho Đại Thắng, Đại Thắng phát bóng. Ông bà Phú Xuất ở làng ta xa xôi bằng 200 ngàn đồng. Bắc Minh Phú Tỏa Băng Cầu đã bóng hải điểm Băng Hà Châu 12, 11 điểm cho Hà Châu 5, 11 bóng ngoài sân. Trọng tài đã phát bóng bóng ngoài sân. À, trong sân điểm cho Hà Châu 5, 11 xin lỗi. Đây là các đội chúng ta có quyền hội ý và có quyền thay đổi người. Đội nào cần hội ý thì báo với trọng tài, đội trưởng báo với trọng tài. Điểm cho Hà Châu 6, 11. Điểm cho Băng Cầu 12 đều. Vâng, bóng ngoài sân điểm 7-11 cho Hà Châu. Băng Cầu đánh Hà Châu phát bóng. Điểm cho Hà Châu 13-12. Bóng tốt, điểm 8-12 cho Hà Châu. Hà Châu phát bóng. Vâng. Điểm 9-12. 9-11, xin lỗi, 9-11. Bóng ngoài sân rồi. Điểm 10-11 cho Hà Châu. Alo. Alo. Ba hội ý, hội ý, hội ý. Điểm cho Hà Châu 15-13. Cái kia khán giả chúng ta còn lưu lại để cho các cầu thủ cứu bóng. Hiện nay buổi sáng nay cũng chưa đông lắm nên các cầu thủ đang ngồi lui ra ngoài giãn một tí xem thoải mái. Cháu theo ý là điểm Hà Châu 10, Đại Thắng 11. Điểm cho Băng Cầu 14-15. 14-15. Đề nghị cầu thủ ở đội nào thay người phải báo cáo với trọng tài chính để trọng tài chính còn bắt chỗ. Châu là bóng tốt, điểm Hà Châu 15-16-14. Đề nghị cầu thủ của Trung Hoa Hai Sân chúng ta tiếp tục trở lại thi đấu. Điểm cho Hà Châu 17-14. Điểm cho Hà Châu
phát bóng. Đề nghị hai đội của Trần Trung cho vận động viên khởi động hóa sân để chuẩn bị vào trận đấu. Điểm 12 của kia khóa cặp. Chưa cặp, dư nhất công người chưa cặp, điểm 12, 10 cho đại thắng. Điểm cho bàn cầu. Điểm cho bàn cầu. 15-17. Chúng tôi xin nhắc hai đội ở trận thứ 2. Điểm tiếp cho bàn cầu. Đã chuẩn bị cầu thủ cho khởi động ngoài sân để đảm bảo thời gian thi đấu. 16-17. Vâng. Ngoài sân rồi, điểm 13-10 cho đại thắng. Vâng, điểm 14-10 cho đại thắng. Bóng chưa có lưới, điểm 15-10 cho đại thắng. Vâng, điểm cho đại thắng 16-10. Điểm 17-10 cho đại thắng. Bóng chưa qua lưới. Bóng cầu đã bóng ra ngoài. Điểm cho Hà Châu 18-16. Điểm cho Hà Châu 18-16. Vâng, đội điểm cho Hà Châu 11-17. Điểm cho Hà Châu 19-16. Dừng lại quả bóng mới chưa còi, chưa có hiệu lệnh trọng tài. Đề nghị các cầu thủ chúng ta lưu ý khi nào có tiếng còi trọng tài chúng ta mới được quyền thả bóng. Bóng ngoài sân, điểm 12 cho Hà Châu. 20-16. Vâng, điểm 13 cho Hà Châu. Hà Châu phát bóng. Ê nhá, cho đội kia vào trước. 17-23. Đây, trên đây. Vâng, đội điểm cho đại thắng 18-13. Để nói hai đội đánh rất đập bóng mạnh và thả kỹ thuật rất đẹp. Vâng, điểm 20 cho đại thắng. Một cầu thủ của Hà Châu đã phạm lỗi kỹ thuật trong sân trong ngày 2 mét. Được xem rồi. Giết 5 người à? Phải chị là 6. À, thêm mọi người đánh nhầm mà. Ừ, để cho mọi người đánh nhầm. Vâng, Hà Châu là bóng tốt. Điểm cho Hà Châu 14-19. Không kệ, cứ đánh đi nhưng mà. Không, cứ đánh nhầm thì nữa xem như nào. Mọi người cứ đánh. Cùng lắm mà, cố lắm thì chị phải thấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Yếu nắng như này chị đã mãi rồi, trước rồi gặp yếu nắng luôn. Trước này ngồi trong nhà. Hảo điểm cho bóng cầu 19-20. Bóng ngoài sân, điểm cho Hà Châu 15-19. Hà Châu cố lên, hai đội cố gắng.
Vâng, điểm cho Hà Châu 16-19. Hà Châu phát bóng. Vâng, điểm cho Hà Châu 17-19. Chúng tôi xin thông báo sau trận đấu này đội Kha Sơn gặp đội Hồng Thanh. Vâng, điểm 17-19 cho Hà Châu. 18-19. Vâng, ném bóng. Cố gắng lên nhá.